Ta là Squad và Slaby Day đây. Giờ này mọi người còn lười biếng à? Không mau đi dạy học bài đi. Sắp tới thì trung học phổ thông quốc gia rồi đây. Người mà không chịu dạy học bài thì sẽ cho người mắc hầm cầu để khỏi đi vệ sinh luôn đây. Người không?
quế và skibinda đi, nãy mình đo ngủ nó điện cho mình nha các bạn. Nãy đo ngủ mật ngon nó điện luôn, nãy lúc 3 giờ sáng. Đó, bây giờ nó đã chuyển cho mình một cái bức thư. Thì bức thư này nó có ghi là xin chào là tư quy, thì nó là một cái con quế vật celebida và nó muốn mình là bây giờ phải nhanh chóng hạt bờ à, để cho chuẩn bị kỳ thi sắp tới. Nếu mà mình lười biếng thì nó sẽ lùm phó nót hầm cào mình cố đi vệ sinh luôn nha các bạn. Nó có thể là luôn. Đó thì đang là clip vui thôi. Xin chào và gặp lại nha. Ok.